Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 29 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc dùng viện trợ đe dọa Philippines trên Biển Đông và dùng tiền để dọa Úc về viêm phổi Vũ Hán. Trước những cáo buộc mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế về hành vi lấn lướt trên Biển Đông, cùng với sự hối thúc kịch liệt của nhiều quốc gia về một cuộc điều tra độc lập truy tìm nguồn gốc thực sự của virus viêm phổi Vũ Hán, Trung Quốc đã phải liên tiếp dùng sức mạnh kinh tế để nắn gân các nước khác mà gần đây nhất là Philippines và Úc. Một chuyên gia về luật hàng hải Philippines vào hôm 27 tháng 4 năm 2020 đã cáo buộc Trung Quốc sử dụng việc viện trợ giúp nước khác để chống dịch viêm phổi Vũ Hán nhằm né tránh việc họ bị chỉ trích về những hành động lấn lướt liên tục trên Biển Đông vào thời gian qua. Đây là hình ảnh ông Jay, giám đốc Viện Hàng hải và Luật biển Philippines. Theo ông Jay, giám đốc Viện Hàng hải và Luật biển Philippines, Bắc Kinh đã lợi dụng lúc các quốc gia tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông phải đối phó với dịch bệnh viêm phổi ở Vũ Hán để liên tiếp tung ra những thủ đoạn gia tăng quyền kiểm soát trên Biển Đông. Trả lời kênh truyền thông Philippines ANC, chuyên gia này cho rằng người ta có thể cho rằng Trung Quốc đã sử dụng hợp tác như một phương cách để ngăn chặn mọi chỉ trích hoạt động chống lại các hành động của Trung Quốc ở biển Tây Philippines, tức là tên của Philippines đặt cho Biển Đông. Vì các hành vi lấn lướt của Bắc Kinh ở Biển Đông diễn ra cùng một lúc với các hoạt động trợ giúp y tế và đề nghị hợp tác chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Và vào tuần qua, Bắc Kinh đã nhận được công hàm phản đối của Manila sau một vụ tàu Trung Quốc chĩa radar điều khiển súng về phía một tàu của Hải quân Philippines vào tháng 2 và tuyên bố những vùng của Philippines ở vùng biển tranh chấp đều thuộc một tỉnh của Trung Quốc. Còn đối với chuyên gia Batonka, sự cố tháng 2 giữa Hải quân Philippines và một tàu chiến Trung Quốc là một bước leo thang chưa từng thấy trong lịch sử tranh chấp giữa hai nước. Một hành động gây hấn, một hành động tấn công, tác hại nặng nề đến ngoại giao. Theo ông, Trung Quốc cho biết đó là một điều sai trái nhưng vẫn làm. Cũng ông Botaka, Manila đã chần chừ trong việc phản đối Bắc Kinh vì khi Trung Quốc có hành vi khiêu khích ở Biển Đông, chính quyền Philippines lại phải đẩy mạnh hợp tác với Bắc Kinh, chờ đợi Bắc Kinh gửi viện trợ và nhân viên y tế qua giúp đỡ. Và tất cả các thứ đó phải được làm xong trước khi họ thông báo tin là đã thực sự gửi công hàm phản đối. Vào ngày 17 tháng 2 năm 2020, tàu chiến Trung Quốc đã chĩa pháo vào tàu tuần tra của Philippines đang làm việc trên Biển Đông. Đây là hình ảnh tàu hộ vệ tên lửa Tuyếp 056A số hiệu 514 của Trung Quốc đã chĩa pháo vào tàu tuần tra của Philippines, ảnh do Bộ Quốc phòng Trung Quốc đưa ra. Khi tàu tuần tra BEP Colorado của Philippines đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ lãnh hải trên Biển Đông, nơi có cơ sở khí đốt tự nhiên Malaypa, trong đó nhóm đảo của Calaman do Philippines tuyên bố chủ quyền, thì bị quấy rầy bởi tàu chiến của Trung Quốc. Thủy thủ trên tàu BEP Colorado phát hiện một tàu chiến trên màn hình radar và gửi thông điệp cảnh báo bằng sóng vô tuyến. Tàu chiến phản ứng lại bằng thông điệp rằng chính phủ Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi ở các đảo và vùng biển lân cận trên Biển Đông. Tàu tuần tra Philippines lặp lại cảnh báo và yêu cầu tàu Trung Quốc ra khỏi vùng biển chủ quyền của họ, nhưng tàu Trung Quốc phớt lờ cảnh báo và tiếp tục lộ trình. Thủy thủ đoàn của tàu tuần tra Philippines xác nhận tàu chiến Trung Quốc là tàu hộ vệ tên lửa Tuyếp 056A, số hiệu là 514. Thủy thủ đoàn của tàu BRP Colorado quan sát thấy pháo 75mm trên tàu 514 của Trung Quốc đang quay nòng hướng về phía họ. Thông tin cho biết, việc chĩa radar điều khiển hỏa lực này có thể được sử dụng để chỉ định và theo dõi mục tiêu, và pháo chính có thể khai hỏa bất cứ lúc nào trong vài giây. Bộ Tư lệnh Phương Tây, lực lượng vũ trang Philippines, viết tắt là AFP Vescon, cho biết trong một tuyên bố như vậy. Dù tàu BRP Colorado không có các thiết bị điện tử để hỗ trợ xác định việc tàu chiến Trung Quốc hướng radar điều khiển vào tàu của họ, nhưng các hình ảnh quan sát được đã xác định động thái thù địch của tàu chiến Trung Quốc. Hai tàu tiếp tục hành trình mà không xảy ra sự cố đáng tiếc nào. Tàu BRP Colorado, viết là PS-39, với số lượng choán nước là 1.200 tấn, là tàu chiến được vũ trang mạnh nhất của Philippines. Nguyên bản của nó là tàu hộ tống lớp Ponghang do Hàn Quốc chế tạo. Tàu được Hải quân Hàn Quốc ngưng sử dụng vào năm 2016, sau đó tân trang lại và viện trợ cho Philippines. Tuy nhiên, cáo buộc của việc Trung Quốc sử dụng viện trợ y tế để né tránh việc họ bị chỉ trích vì những hành động lấn lướt trên biển liên tục của Biển Đông đã lập tức bị Ngoại trưởng Philippines bác bỏ. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Philippines Teodoro.
cáo buộc của ông Patoka đã lập tức bị Ngoại trưởng Philippines bác bỏ. Trong một tin nhắn tweet, ông Terrado đã bênh vực Trung Quốc, cho rằng không có gì liên quan giữa chuyện Bắc Kinh giúp đỡ Philippines chống dịch viêm phổi Vũ Hán với những gì đang diễn ra trên Biển Đông. Trước đó, Ngoại trưởng Terrado đã thông báo Philippines đã gửi hai công hàm ngoại giao phản đối Trung Quốc. Ngoài sự kiện ngày 17 tháng 2 năm 2020, Philippines còn phản đối Trung Quốc tuyên bố một phần lãnh thổ của Philippines thuộc chủ quyền của tỉnh Hải Nam, thông qua việc thành lập hai khu hành chính được gọi là Tây Sa và Nam Sa ở Biển Đông vào hồi tuần trước. Ngoại trưởng Theodoro cho biết Đại sứ quán Trung Quốc đã nhận được công hàm vào ngày 22 tháng 4 năm 2020. Đồng thời, người đứng đầu của Bộ Ngoại giao Philippines cảnh báo các quan chức khác không bình luận về việc này. Thông tin cho biết, tôi hy vọng rằng không ai khác trong chính phủ bình luận bởi vì họ không đủ năng lực để làm điều đó, ông Locsin viết trên trang tweet vào cùng ngày. Trước đó, cựu Ngoại trưởng Philippines Abet Rosario đã thúc giục Philippines phản đối các động thái của Trung Quốc, cho rằng hành động của Bắc Kinh gần đây cho thấy họ đã không ngừng lạm dụng đại dịch viêm phổi Vũ Hán chủng mới COVID-19 khi tiếp tục theo đuổi các yêu sách và mở rộng bất hợp pháp của mình trên Biển Đông. Cũng tại thời điểm đó, trong một diễn biến khác, đại sứ Trung Quốc tại Canberra, thành phố Changi cảnh báo du khách và sinh viên Trung Quốc sẽ tẩy chay Úc nếu chính quyền Canberra yêu cầu mở điều tra về viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh đại sứ Trung Quốc tại Úc, Thành Cạnh Nghiệp. Cảnh báo trên được đưa ra khi đại sứ Trung Quốc tại Úc trả lời phỏng vấn của báo tài chính Úc Finance Review vào ngày 26 tháng 4 năm 2020. Đại sứ Trung Quốc Thành Cạnh Nghiệp hù dọa rằng việc Úc đòi mở cuộc điều tra độc lập là một hành vi nguy hiểm, sẽ không được quốc tế hưởng ứng. Thêm vào đó, công luận Trung Quốc sẽ bức xúc, hoang mang và thất vọng trước thái độ của Úc. Họ sẽ tự hỏi Úc có còn là một nước bạn của Trung Quốc nữa hay không? Du khách Trung Quốc sẽ suy nghĩ lại về khả năng tham quan nước Úc. Đại sứ Trung Quốc tại Canberra còn nêu lên khả năng dân Trung Quốc sẽ tẩy chay từ rượu đến thịt bò của Úc. Sinh viên Trung Quốc quay lưng lại với các trường đại học Úc. Cũng trong cuộc trả lời báo tài chính Úc, đại sứ Trung Quốc không quên tố cáo Canberra là cái loa phóng thanh của Washington lập lại quan điểm của Mỹ. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy quan hệ giữa Bắc Kinh và Canberra, Úc đã tiếp tục xấu đi một cách nghiêm trọng. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Úc Payne trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh, tại Trung Quốc vào ngày 8 tháng 11 năm 2018. Đáp lại cáo buộc của Bắc Kinh, Ngoại trưởng Payne trên tờ Sydney Morning Herald vào ngày 27 tháng 4 năm 2020 cho rằng chính phủ Úc bác bỏ tất cả những tuyên bố hàm ý dùng đòn kinh tế để gây áp lực, nhất là trên cơ sở đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Cộng đồng quốc tế cần có một sự hợp tác toàn cầu. Vẫn theo Ngoại trưởng Úc, yêu cầu mở cuộc điều tra độc lập về dịch viêm phổi Vũ Hán là chính đáng do cuộc khủng hoảng y tế đã dẫn đến nhiều tác động nghiêm trọng cả về kinh tế lẫn xã hội. Ngoại trưởng Úc Payne cho hay tiếp, một cuộc đánh giá minh bạch và chân thật về các sự kiện sẽ rất thiết yếu khi chúng ta sắp kết thúc đại dịch và rút ra những bài học quan trọng để cải thiện việc ứng phó với chúng trong tương lai. Chúng tôi hy vọng tất cả các thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới WHO sẽ hợp tác trong nỗ lực như thế. Trước đó, giới chức của chính phủ Úc liên tiếp có những hành động và động thái kêu gọi một cuộc điều tra nguồn gốc của virus gây ra đại dịch toàn cầu này. Đây là hình ảnh Thủ tướng Úc Scott Morrison. Vào hôm 19 tháng 4 năm 2020, trên đài truyền hình ABC, Ngoại trưởng Marie Payne tuyên bố Canberra tán đồng kêu gọi của Washington về một cuộc điều tra độc lập liên quan đến nguồn gốc virus corona và cách Bắc Kinh xử lý khủng hoảng khi dịch bệnh vừa bùng phát. Chính phủ Úc cũng đã kêu gọi điều tra về nguồn gốc dịch bệnh cũng như các tổ chức y tế thế giới. Bộ trưởng Y tế Úc Glenn Hood nói một cuộc điều tra độc lập sẽ phục vụ lợi ích cho cả nước này và cả thế giới. Theo báo Australia Finance Review, Thủ tướng Úc Scott Morrison đã đề cập chuyện này trong các cuộc trao đổi với nhiều lãnh đạo, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Và để nhấn mạnh lời kêu gọi của mình, ông Morrison nói rằng tất cả các thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới nên có nghĩa vụ tham gia đánh giá. Giới chức Anh, Pháp và Liên minh châu Âu đã thể hiện lập trường rằng ưu tiên của họ là chống dịch, song đồng ý việc cần phải nhìn lại việc ứng phó với đại dịch này. Và qua những thông tin trên, chúng ta thấy phải chăng thế giới đã quá phụ thuộc vào Trung Quốc? Cả Philippines và Úc đều đang tiến thoái lưỡng nan trong mối quan hệ với Trung Quốc.
Trung Quốc thì càng ngày càng thể hiện lấn lướt và đã lộ nguyên hình là một quốc gia không tử tế và sẵn sàng lấy sức mạnh nước lớn để chà đạp với các nước khác. Thế giới hậu viêm phổi Vũ Hán sẽ còn chỗ đứng cho Trung Quốc hay không sau một loạt những hành động che giấu dịch và đe dọa gây ra cái chết cho hàng trăm ngàn người dân trên thế giới, và con số này không hề dừng lại, vẫn tiếp tục tăng cao. Trung Quốc cũng là một nước cộng sản độc tài, đã có những hành vi lợi dụng thời điểm các nước đang phải gồng mình chống dịch, ngang ngược xâm phạm chủ quyền một loạt các quốc gia khác, mà trong đó đặc biệt có cả Việt Nam. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Tư, ngày 29 tháng 4 năm 2020, với bản tin Trung Quốc dùng viện trợ đe Philippines trên Biển Đông và dùng tiền dọa Úc về viêm phổi Vũ Hán. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de